Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Thì trong cái bản video tiếp theo thì Hùng Lê sẽ hướng dẫn các anh chị của chúng ta sẽ cập nhật cái phần mềm AMI Broker. Thì trong mục danh hay phát ở đây thì chúng ta đã có hai cái video. Video thứ nhất đó là cái video PM01, thì chúng ta đã cài đặt cái bản AMI 6.20.1 và crack. Sau đó thì thiết lập một số cái chỉ báo cơ bản. Trong cái video thứ hai PM02 thì Hùng Lê đã hướng dẫn các anh chị chúng ta chuyển các cái nền từ nền đen sang nền trắng, và sau đó thì thiết lập một số các cái thông số về nến này, rồi các cái tab, đúng không? Các cái tab để chúng ta dễ dàng theo dõi. Và hướng một lần nữa thì hướng dẫn lại các anh chị là chúng ta kéo thả các cái công cụ indicator, các cái công cụ phân tích kỹ thuật và các cái cách để chúng ta sử dụng để chúng ta vẽ các cái đường hỗ trợ và thiết lập các cái thông số mặc định, để mỗi lần admin sau khi mà chúng ta thiết lập xong thì admin sẽ lưu lại tất cả những cái dữ liệu đó. Và bản thân thì chúng ta cũng biết rằng là phần mềm AMI khi cài ra thì nó chỉ là một cái phần mềm nó trống trơn như thế này thôi, nó không có cái gì cả, nó trống trơn. Và để mà chúng ta vận hành được, tức là chúng ta phải cập nhật được những cái dữ liệu của chứng khoán Việt Nam của chúng ta lên trên cái phần mềm này, thì chúng ta lại phải cần nhờ một cái đơn vị nữa, tức là một cái đơn vị chuyên cung cấp dữ liệu cho AMI. Thì chúng ta cũng đã biết rồi, trước đây thì có cái data feed đó, và trên file thì chúng ta cũng có những cái gói mà để mà cung cấp dữ liệu cho AMI đó. Thì ví dụ như là gói basic thì 1.2 triệu cho một năm, gói professional thì 2.4 triệu cho một năm. Đó thì đây là các gói cung cấp cho AMI. Còn cái data feed thì trước đây hình như Hùng Lê cũng có sử dụng, thì không nhầm là khoảng 700.000. Thì hiện tại thì Hùng Lê sẽ giới thiệu cho các anh chị một cái phần mềm cập nhật mà Hùng Lê đã sử dụng trong cái thời gian vừa qua, đó là cái phần mềm chứng khoán số. Data Pro. Thì trong cái phần Data Pro này thì Hùng Lê sử dụng, thì Hùng Lê thấy rằng là cái tốc độ nó khá là ổn định, và cái hệ thống server của nó, cái đường truyền dữ liệu của nó rất là tốt trong cái thời gian vừa qua. Thì để mà chúng ta download cái phần mềm này thì chúng ta sẽ truy cập vào trang chứng khoán số.com, và sau đó thì các anh chị sẽ bấm vào đây Get Data Pro thì phần mềm sẽ được download về. Thì bản thân thì Hùng Lê đã tải về rồi nên là Hùng sẽ không tải lại nữa. Đây Data Pro. Và các anh chị lưu ý là trước khi mà chúng ta sử dụng cái phần mềm này thì chúng ta sẽ vào ở trong trong máy tính của chúng ta để chúng ta kiểm tra xem là chúng ta đã có cái Microsoft Netfarm 4.5. Thì đây là một cái công cụ để hỗ trợ trong cái quá trình cài đặt. Thì nếu mà chúng ta chưa có thì chúng ta cũng sẽ vào ở trên cái trang web này để chúng ta download nó. Thì ở đây thì chúng ta sẽ vào cái mục nào, chúng ta sẽ ở trên này này, chúng ta sẽ vào cái chỗ này là vào phần hướng dẫn ấy. Ở trên cùng nó có phần hướng dẫn đây đó. Khi chúng ta vào phần hướng dẫn thì chúng ta sẽ download đây, chúng ta sẽ bấm vào đây để chúng ta tải cái .NET 4.5 về, và sau khi chúng ta tải xong rồi chúng ta tiến hành cài đặt. Thì đấy là những cái việc mà chúng ta sẽ làm trước khi mà chúng ta cài đặt cái Data Pro. Sau khi mà chúng ta download về thì chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ bấm cài đặt thôi. Nó cũng rất là đơn giản, nó cũng không có cái gì cả. Sẽ cài đặt này, đây new folder này, finish. Các anh chị sau khi chúng ta cài đặt xong thì ở trên cái biểu tượng trên màn hình của chúng ta sẽ có đây, đây cái ứng dụng của Data Pro, thì chúng ta sẽ kích lên đây để chúng ta mở cái ứng dụng này. Đây là cái giao diện chính, thì ở đây nó có một số các cái cấu hình này, tài khoản và hướng dẫn nâng cấp. Thì đối với những cái anh chị mà chúng ta chưa có tài khoản thì chúng ta sẽ đăng ký dùng thử. Đăng ký dùng thử thì chúng ta sẽ vào tài khoản này và chúng ta đăng ký dùng thử. Chúng ta sẽ gõ cái tên đăng nhập vào đây, ví dụ như là AA này, rồi họ tên là Nguyễn, chúng ta sẽ gõ vào đây. Mật khẩu
chúng ta nhập lại email và số điện thoại. Thì tất cả những cái thông tin này thì chúng ta cứ điền đầy đủ vào cái bản dùng thử của chúng ta thì được 10 ngày. Chúng ta được dùng thử các cái tính năng của 10 ngày và sau đó chúng ta bấm đăng ký. Đó thì nó sẽ báo lỗi ngay bởi vì là email và số điện thoại nó không đúng. Thì cái này thì chúng ta không chúng ta điền chính xác và sau đấy chúng ta bấm đăng ký. Sau khi bấm đăng ký xong thì tài khoản của chúng ta được kích hoạt thì nó sẽ có cái hiển thị như thế này. Thì bản thân là Hùng Lê là đã sử dụng cái phần mềm này rồi thì Hùng Lê không có đăng ký lại. Và ở đây thì chúng ta có hai cái lựa chọn, thì bên này là MetaStock và Admin Broker, và bên này là MetaTrader. Thì MetaTrader này thì nó sẽ dùng cho cái phần mềm Forex MT4 anh chị nhé. Thì chúng ta hiện tại là chúng ta sử dụng cái phần mềm để cài đặt cho Admin. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm cập nhật dữ liệu. Thì trong cái lần cập nhật dữ liệu đầu tiên thì nó sẽ chạy hơi lâu. Và trong khi mà chờ cái phần mềm này cập nhật dữ liệu thì Hùng Lê sẽ hướng dẫn tiếp các anh chị để chúng ta tạo cái điểm nối giữa phần Data Pro và phần AMI. Thì chúng ta vào ổ C, chúng ta vào cái phần cài đặt X-Pro Program X86. Và trong cái thư mục Data Pro này thì chúng ta sẽ vào Data Pro và chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây có hai file. Chứng khoán số.dll và chứng khoán số64.dll. Thì bản thân là hai file này thì nếu như chúng ta dùng Admin bản 32 bit thì chúng ta sẽ copy cái file trên, và Admin 64 bit thì chúng ta sẽ copy cái file dưới. Và để biết được cái Admin là 32 bit hay 64 bit thì các anh chị vào phần help này và phần dấu hỏi này, about Admin. Đấy thì ở chỗ này nó sẽ hiển thị cho các anh chị là bản này là bản 32 bit hoặc là 64 bit thì nó sẽ ghi ở đây. Đó, thì bản thân của cái Admin này là 32 bit, vì vậy nên chúng ta sẽ copy cái file này, copy. Chúng ta copy xong thì chúng ta sẽ quay lại phần mềm Admin. Và chúng ta sẽ chọn cái new folder Puin này. Và sau đó thì chúng ta sẽ paste cái file này vào trong cái Puin của Admin Broker. Thì tí nữa Hùng khi mà cập nhật database thì Hùng sẽ nói là tại sao chúng ta cần phải có cái file này. Đó, ok, sau khi mà chúng ta copy xong thì chúng ta cũng ok. Và cũng cùng với đó thì nó đã có hiển thị một cái dữ liệu thông báo, tức là dữ liệu đã cập nhật xong. Và nơi cập nhật dữ liệu thì ở đây. Cái này thì chúng ta có thể thay đổi, nhưng mà thường thường thì phần mềm nó sẽ mặc định ở ổ D. Đó, thì đây là toàn bộ cái dữ liệu mà Data Pro đã cập nhật vào đây cho tất cả anh chị em của chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dùng Admin để chúng ta đọc cái dữ liệu này. Thì để dùng Admin đọc cái dữ liệu này thì chúng ta sẽ mở lại Admin. Thì trong cái bản trong cái video PM02 thì Hùng Lê cũng đã hướng dẫn các anh chị là chúng ta thiết lập các cái sheet ở đây, đúng không ạ? Kéo các cái thanh công cụ, các cái chart indicator. Đó, ví dụ như chúng ta cần cái gì thì chúng ta cũng gần như là Hùng Lê đã hướng dẫn các anh chị xong xuôi hết rồi. Thì cái phần này thì chúng ta sẽ tiến hành cập nhật cho Admin như sau. Chúng ta sẽ vào file new và database. Ở đây thì chúng ta có thể chọn, ở đây là tùy các anh chị có thể đặt cái gì cũng được, nhưng mà có thể đặt là Hùng Lê ví dụ như vậy. End ở đây. Đây Hùng Lê. End ở đây. Đấy thì ví dụ như vậy. NP. Đó thì chúng ta sẽ chọn cái new folder ở đây và sau đó thì chúng ta sẽ bấm create. Chúng ta bấm ẩn cái đó đi. Thì ở trong cái phần data này thì chúng ta sẽ chọn cái gì? Tức là mục đích của lúc nãy là chúng ta copy cái file chứng khoán số .dll để nó nhận diện ở đây. Tức là chúng ta sẽ chọn cái chứng khoán số Data Puin. Chúng ta chọn mục 2 này, Disable, và chỗ này thì chúng ta thêm vào một con số 0 nữa thôi. Chúng ta chỉ chọn khoảng 38 năm. Dữ liệu đây thì end up đây rồi, không có gì thay đổi. Trong cái intraday setting này thì chỗ này chúng ta chỉnh về 9 giờ.00. Bên này thì cũng không có cái gì. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào configure. Thì ở đây nó có hai phần là end update và
Intraday thì hiện tại thì cũng đang hướng dẫn các anh chị chúng ta dùng sử dụng cái NFD thì chúng ta sẽ tích vào đây. Và cái mục ở đây, tức là mục ở trong cái mục này thì nó đã tự động nó sẽ, chúng ta sẽ chọn này, ổ D này, đúng không ạ? Và Data Pro. Đó, ok. Đó, trong ổ D và Data Pro và lấy mẫu danh sách chứng khoán này. Xong đó chúng ta sẽ bấm Configure rồi, ok, lấy danh sách chứng khoán này và sau đó chúng ta bấm OK. Đó, thì sau khi mà chúng ta bấm OK xong thì như vậy là toàn bộ cái dữ liệu của chúng ta đã được thông suốt, đúng không ạ? Và đây là mã Vietcombank ngày hôm nay, ngày 1 tháng 7, đúng không ạ? Vietcombank có một phiên đây, nó hình thành một cây nến xanh đây. Điểm test sâu nhất của nó là 85.4 gì đó, nhưng mà 85.5 này. Đó, ví dụ như vậy, đó đúng không ạ? Và chúng ta bắt đầu sử dụng những cái thiết lập ở đây. Đó, Vietcombank hay là BID. Đó, BID hôm nay cũng có một cái mức tăng rất là đẹp. Xu thế của BID thì vẫn đúng theo kịch bản chúng ta phân tích thôi, thì chúng ta sẽ phân tích sau. Và sau khi mà chúng ta đã cập nhật dữ liệu xong thì Hùng Lê sẽ hướng dẫn các anh chị của chúng ta sẽ có một số các cái tính năng. Thì ở đây là chúng ta đã có những cái tính năng gì các anh chị, những cái hộp, những cái thanh công cụ này thì Hùng Lê đã hướng dẫn các anh chị chúng ta có thể tích vào đây để chúng ta lấy từ từ Windows, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ thứ nhất là chúng ta sẽ mở cái symbol. Thì trong cái symbol này thì chúng ta sẽ thả đây các anh chị. Khi mà chúng ta chọn vào đây thì ở trên này nó sẽ hiện ra luôn. Thì chúng ta ở đây các cái group thì chúng ta có thể, chúng ta sẽ không giới thiệu cái đó thì các anh chị tự tạo. Nhưng ở đây sẽ mở cái đầu tiên, đó là cái market. Thì trong cái market này thì có Hà Nội Stock. Thì ở đây tất cả các cái mã chứng khoán của sàn Hà Nội. Đó, tất cả cái mã chứng khoán niêm yết ở trên sàn Hà Nội thì nó sẽ nằm ở đây, Hà Nội Stock. Đó, tất cả những cái mã chứng khoán của sàn Hà Nội thì nó sẽ nằm ở đây. Xong đến là Hồ Chí Minh Stock thì tất cả các mã chứng khoán của niêm yết ở trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh đây, nó sẽ đi vào đây, đúng không ạ? Sau đó tất cả các cái mã cổ phiếu của Upcom đây, rất là dễ dàng để chúng ta theo dõi, đúng không ạ? Đó, tiếp theo là phái sinh index. Phái sinh index thì ở đây chúng ta có VN30 này, đây là chỉ số VN30. Tiếp theo là VN30F1M. Đó, đây chính là hợp đồng phái sinh của tháng này, M tức là măn các anh chị, rồi của quý này, rồi của 2 tháng này, của 2 quý này. Đó, vậy thì tất cả những cái chỉ số này, VN Index này và chỉ số VNO, đó thì tất cả nó sẽ nằm ở trong cái phái sinh và index. Ở trong cái chỉ Forex thì ở đây gần như là phần mềm này cũng đã hỗ trợ tất cả những anh chị em của chúng ta đánh những cái cặp Forex rất là cơ bản. Ví dụ dầu này, vàng này, vàng thì có vàng hiện tại, vàng tương lai các anh chị nhé. Đây, vàng này và dầu này cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Và sau đó thì các cái cặp tiền tệ, ví dụ như là cặp EC này, cặp UEC này, rồi ETHU này, EU này, rồi cặp EU này, cặp đó, những cái cặp GJ này, GU. Đó, ví dụ như cặp EU chẳng hạn, đó là đồng bảng Anh trên đồng USD, ví dụ như vậy thì hoàn toàn chúng ta cũng có thể sử dụng để chúng ta phân tích ở trên này. Thì về phân tích kỹ thuật hiện tại, ví dụ như là sau này thường sẽ có những cái phân tích về Forex mà chúng ta sẽ đánh Forex theo trend tuần, không phải trend ngày. Nó cũng rất là đơn giản thôi. Đó, nó sẽ có những cái thời điểm hiện tại. Và đối với hiện tại thì bây giờ với những cái tín hiệu hiện tại như thế này thì chúng ta cứ buy EU thoải mái. Và Hùng Lê sẽ có, chắc chắn là sẽ có tiếp theo, sau khi mà hướng dẫn các anh chị setup xong thì sẽ có những cái video sẽ phân tích các cái cặp tiền tệ cơ bản, ví dụ như GJ thì sẽ như thế nào, đó vân vân. Sau đó thì sẽ đến index ngành và thế giới. Thì ở trong cái index ngành này thì chúng ta sẽ xem được rất nhiều các cái chỉ số. Ví dụ chỉ số Hang Seng này, đúng không ạ? Rồi năng lượng này, Nasdaq này. Nasdaq này, chỉ số Nasdaq này. Rồi ngân hàng này, nhựa này. Đó, các cái chỉ báo, các cái chỉ số Shanghai này.
Đó, tức là cập nhật một số các cái mã cơ bản, và ví dụ như là hoặc là một số các chỉ báo ngành, ví dụ ngành xây dựng thì chúng ta cũng có thể xem được ở trên này. Và tiếp theo đó là chứng quyền, thì chứng quyền thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể xem được tất cả các cái mã ở đây. Đó, ví dụ đây này, chứng quyền này. Đó, các cái mã chứng quyền thì chúng ta cũng hoàn toàn chúng ta có thể xem được ở đây trên đồ thị ngày đó. Đó anh chị nhé, chúng ta hoàn toàn sử dụng được ở đây. Nó tích hợp ở rất nhiều thứ. Và cơ bản là chúng ta sẽ có những cái còn mã kép 7 này chúng ta nó sẽ chưa chưa update, và như vậy thì chúng ta cũng có gần như đầy đủ trong cái mã kép này. Trong cái mã kép này thì gần như là đầy đủ các anh chị nhé, đầy đủ nó phái sinh Hà Nội đó, nó phân rất là tiện lợi. Ok. Tiếp theo đến cái mục thứ hai nữa là Hùng Lê sẽ hướng dẫn tiếp là chúng ta ở trong cái mục symbol này thì nó đã phân chia ra rất là rõ ràng như vậy để chúng ta có thể dễ dàng quan sát. Và trong cái mục gọi information, trong cái mục information này thì nó cũng có một số các cái thông tin rất là quan trọng đó, để chúng ta có thể xem được các cái chỉ báo của nó. Ví dụ như là mã Vietcombank thì ở đây là symbol của nó là Vietcombank này, full name thì có thể ở đây là Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank này, địa chỉ đúng không ạ, đó, website này, tất cả nó được niêm yết ở sàn Hồ Chí Minh này. Rồi ở đây là tổng cái khối lượng của Vietcombank đang niêm yết là khoảng 3,7 tỷ cổ phiếu à, đó. Trong đó sở hữu này, tức là nó sẽ tính toán, nó sẽ cho luôn các cái sở hữu của chúng ta, ví dụ sở hữu nhà nước này, sở hữu bởi các cái nhà đầu tư nước ngoài, thì chúng ta cộng tổng lại hai cái này, tức là chúng ta sẽ biết được là cái cổ phiếu này cái lượng trôi nổi ở trên 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 thị trường nó còn bao nhiêu, thì cái này nó sẽ update theo phần mềm EPS này 2.5.27 này, book value là 16.19 này. Đó, equity 1.39 này. Và tiếp theo ở cái phần dưới cùng này thì chúng ta cũng đây là ngày chia cổ tức này. Chia cổ tức 0.8 này, còn đây là last split date, tức là ngày chia cổ tức gần nhất này, tỷ lệ chia là 100 cổ phiếu chia thưởng 35 cổ phiếu này, đó. Thì trong trong cái phần information này cũng là chứa đựng hết tất cả những cái thông tin về doanh nghiệp nó và các cái chỉ báo, thì đây cũng là một cái cách mà để chúng ta nhìn khá là tổng quan. Thì về cơ bản ok là như vậy thôi. Trong cái phần cập nhật dữ liệu cho admin thì chúng ta có rất nhiều phần mềm, và cái đơn giá của nó thì nó cũng rất là vô cùng ở trên thị trường. Quan trọng là chúng ta lựa chọn một cái phần mềm nó đơn giản, dễ cài đặt và cái server nó ổn định để phục vụ cho cái công việc của chúng ta. Thì hiện tại là kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng, kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng là đã trở thành cái hệ thống phân phối chính thức cho Data Pro. Thì giá ở của Data Pro hiện tại là niêm yết ở trên này là 700.000. Gói Gold tức là gồm có cập nhật dữ liệu Intraday và End of Day là 700.000, thì qua hệ thống phân phối của chiến binh trên từng con sóng thì giá thì còn 600k trên một năm và chiết khấu khoảng tầm 14%, và được Hùng Lê sẽ hỗ trợ tất cả anh chị trong cái quá trình chúng ta cài đặt và có thể là thiết lập cả admin nữa. Sẽ cái gói này thì nó sẽ đi kèm với các cái thiết lập của admin. Thì những anh chị nào mà đang sử dụng phần mềm admin và quan tâm đến cái cách sử dụng, hoặc là với quan tâm đến các cái tính năng của Data Pro, thì có thể liên hệ với Hùng Lê qua Zalo 0968 279 555 để được hỗ trợ tốt nhất. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta trong các cái video tiếp theo.